khả năng xuất hiện tội phạm mới trong vụ chi 20 tỷ để điều chuyển giám đốc công an. Sau một ngày xét xử vào chiều 28 tháng 10, tòa án nhân dân tỉnh An Giang cho rằng còn một số vấn đề chưa được cơ quan điều tra làm rõ và có khả năng bỏ lọt tội phạm, khả năng xuất hiện loại tội phạm mới. Do vậy tòa đã quyết định hoãn phiên tòa trả hồ sơ để làm rõ một số vấn đề đang có liên quan đến vụ chạy điều chuyển giám đốc công an tỉnh An Giang. Cáo trạng truy tố các bị cáo Vũ Văn Quý, 30 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Ngô Văn Trọng, 48 tuổi, ngụ thành phố Đà Nẵng. Hoàng Thị Tâm, 54 tuổi, thành phố Hà Nội, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong phiên xét xử, ông Trần Chí Mãnh cho biết, việc làm ăn của mình tương đối hợp pháp nên ông cho rằng Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, chỉ đạo tăng cường tấn công chấn áp tội phạm làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của ông. Do đó ông Mãnh đã quyết định chi 20 tỷ đồng nhờ lo điều chuyển đại tá nơi đi nơi khác. Bị cáo quý khai nhận không quen biết ai để chạy điều chuyển đại tá nơi, nhưng do đang vay ngân hàng để làm ăn nên mới nhận lời tâm với mục đích lừa tiền. Còn bị cáo tâm khai nhận sau khi được trọng liên hệ thì có hỏi quý. Sau khi hỏi giá quý thì có báo giá lại với trọng. Khi thực hiện giao dịch, bị cáo không cho trọng và quý cùng gặp nhau vì sợ cả hai người này sẽ giao dịch với nhau mà bỏ bị cáo ra ngoài. Tại tòa ông Cảnh cũng thừa nhận có tiếp tay cho Mãnh, giữa Trọng và Cảnh cũng có thỏa thuận. Nếu vụ việc chót lọt thì Trọng giữ cho Cảnh một khoản tiền. Theo hội đồng xét xử, ông Cảnh là đầu dây mối nhợ, môi giới trong vụ việc. Việc ông Mãnh chuyển tiền vào tài khoản của Tâm cũng xuất phát từ việc yêu cầu quen biết của ông Cảnh. Nhận thấy vụ án còn nhiều vấn đề cần làm rõ, do đó hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Mới đây, một tài khoản TikTok đã đăng tải trên trang cá nhân một đoạn clip ghi lại màn rượt đuổi của cảnh sát giao thông với một nam thanh niên vi phạm lỗi. Một phần diễn biến đã được camera an ninh của nhà dân gần hiện trường ghi lại. Được biết, nam thanh niên điều khiển xe máy đi qua chốt, bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng lại kiểm tra, nhưng anh ta không chấp hành, cố tình tăng ga vượt đi. Chiến sĩ cảnh sát giao thông đã nhanh chóng đuổi theo, khống chế. Trong lúc bỏ trốn, đối tượng vi phạm cố tình rẽ vào một con ngõ cụt và bị cảnh sát giao thông bắt kịp ngay sau đó. Khi được yêu cầu xuống xe làm việc, thanh niên kia kéo khẩu trang xuống. Cảnh sát giao thông nhã nhận lùi lại, giữ khoảng cách và nhắc nhở người vi phạm đeo khẩu trang lên. Sau người này vẫn chống đối nửa vời. Anh ta còn tỏ thái độ bất cần, không quan tâm tới lời chiến sĩ cảnh sát giao thông nói, thản nhiên rút điện thoại ra nói chuyện với ai đó. Tôi yêu cầu anh kéo khẩu trang lên, kéo qua mũi. Anh uống mấy chai rồi? Đồng chí cảnh sát giao thông nghiêm nghị nói. Thanh niên kia ung dung đáp, bốn chai rồi. Chưa dừng lại ở đó, thanh niên còn lên giọng chỉ trỏ, anh sợ dịch hả? Anh sợ chết à?" Chiến sĩ cảnh sát giao thông vẫn cố giữ bình tĩnh đáp lại, "Dịch ai mà không sợ, tôi chỉ tự bảo vệ bản thân mình thôi, tôi đâu có sợ chết, sợ chết tôi đâu có đi bắt anh." Mặc dù không biết nam thanh niên sau đó bị xử lý như thế nào, nhưng thái độ ngông cuồng, không coi lực lượng chức năng ra gì của anh ta đã nhận về không ít chỉ trích. Nhiều người mong muốn cơ quan chức năng xử phạt thanh niên đó thật nặng để làm gương cho người khác, nhất là thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Phạt 7,5 triệu đồng một chủ Facebook cung cấp chia sẻ thông tin kích động bạo lực. Hôm nay, Công an huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức triển khai quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà CTX, sinh năm 1985, ngụ ấp Phước 2, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin kích động bạo lực. Theo Công an huyện Phước Long, sau khi đọc một số bài báo có nội dung thông tin liên quan đến việc chống người thi hành công vụ, làm hai cán bộ chiến sĩ Công an huyện Phước Long bị trọng thương, xảy ra tại khu cách ly y tế tập trung trường mầm non xã Phong Thạnh Tây A vào ngày 17 tháng 10 vừa qua. Bà CTX đã chia sẻ lại bài viết trên trang Facebook cá nhân với tiêu đề có nội dung đồng tình với hành vi chống người thi hành công vụ, kích động bạo lực, sau khi thông tin được lan truyền trên mạng xã hội facebook công an huyện phước long đã điều tra và xác định chủ nhân của facebook là bà ctx và mời bà này đến cơ quan công an để làm việc Nhằm thể hiện tính răn đe, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, Công an huyện Phước Long đã đề nghị Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà CTX, số tiền là 7,5 triệu đồng. Áp dụng tại điểm D khoản 1, điều 101, Nghị định số 15-2020-NDCP của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Ngoài xử phạt hành chính, Công an huyện Phước Long cũng yêu cầu bà CTX gỡ bỏ nội dung kích động bạo lực, chia sẻ trên Facebook cá nhân, đồng thời đính chính nội dung thông tin đã chia sẻ trên Facebook. Sinh viên bị gợi ý đổi tình lấy điểm, Công an tiếp nhận đề nghị làm rõ từ phía nhà trường. Phòng PA03 Công an thành phố Hà Nội đã nhận được văn bản đề nghị của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp về việc điều tra làm rõ vụ sinh viên bị gợi ý đổi tình lấy điểm. Hôm nay, ông Trần Hoàng Long, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội cho biết hiện nhà trường đã tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với thầy NNM để xem xét thông tin lan truyền trên mạng xã hội, cho rằng giảng viên M đã gợi ý nữ sinh năm cuối vào khách sạn để lấy điểm. Hiện nhà trường đã có văn bản gửi cơ quan công an thành phố Hà Nội vào cuộc xác minh làm rõ sự việc trên. Ông Vũ Hồng Thanh, trưởng phòng tuyển sinh, trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp cũng cho biết, hiện tại sự việc chưa được làm rõ, nên mong muốn mọi người trong đó có phụ huynh, sinh viên nhà trường chờ kết luận từ cơ quan công an. Trước đó qua làm việc với ban giám hiệu, thầy mờ mong muốn được cơ quan công an vào cuộc sớm để có thông tin rõ ràng về sự việc. Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo phòng PA03 An ninh Chính trị Nội bộ Công an thành phố Hà Nội cho biết đã nhận được văn bản đề nghị điều tra làm rõ vụ việc của nhà trường. Trước tiên đơn vị đang để giảng viên làm việc với nhà trường, dựa trên tường trình của giảng viên, công an sẽ vào cuộc xác minh làm rõ. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Khởi tố nữ đại tá công an dởm lừa đảo gần 20 tỷ đồng. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Mai Thị Lan, sinh năm 1977, trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã tiếp nhận đơn tố giác của vợ chồng anh Phạm Quang V, và chị Vương Hát, chú tại phường Phúc Diễn quận Bắc Từ Liêm, về việc bà Mai Thị Lan đã 4 lần vay với tổng số tiền 1 tỷ đồng nhưng mới trả được 88 triệu đồng và có dấu hiệu bỏ trốn. Công an quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng xác minh điều tra và làm rõ nhân thân lai lịch đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ chồng anh V và chị Hát là Mai Thị Lan. Đây cũng là đối tượng chính trong một đường dây chuyên giả danh công an và mạo nhận là có quan hệ với các lãnh đạo cấp cao để xây dựng lòng tin và thực hiện thành công hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên toàn quốc. Tại cơ quan công an đối tượng Lan đã khai nhận các phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội của mình. Cơ quan điều tra xác định, Lan đặt làm giả ba quyển sổ tiết kiệm trên mạng internet, mỗi quyển sổ tiết kiệm 200 tỷ đồng, đồng thời đối tượng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh, thông tin liên quan đến việc mình là đại tá công an, còn chồng là nhà báo để tạo niềm tin ở các bị hại khi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi tiếp cận các bị hại, đối tượng Lan thường khoe khoang các quyền sổ tiết kiệm để chứng minh sự giàu có của mình và chia sẻ những hình ảnh, công việc, các mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao của nữ đại tá công an để chứng minh hơn nữa sự quyền lực của bản thân trước các bị hại để đặt vấn đề vay tiền, hùn vốn làm ăn chung hoặc xin việc hộ các bị hại. Bằng phương thức thủ đoạn trên, đối tượng khai nhận đã tạo niềm tin và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Phạm Quang V và chị Vương H gần một tỷ đồng. Vợ chồng anh chị V và DTNH ở Thanh Hóa, chị Quy LT, nhân viên bán vé máy bay, ông NQH, luật sư giải quyết việc ly hôn cho chị Lan với tổng số tiền là 4 tỷ 143 triệu đồng. Điều tra mở rộng vụ án, ngoài các bị hại trên, Lan còn cầm tiền của 7 người ở Bắc Ninh với tổng số tiền là hơn 12 tỷ đồng để xin việc hộ các bị hại. Tại cơ quan điều tra, Lan thừa nhận số tiền đó đã chi hết cho mục đích cá nhân của Lan. Đối tượng Mai Thị Lan đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối, trong đó có việc mạo danh là đại tá công an để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tính đến ngày 28 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bắc Từ Liêm đã xác định đối tượng Lan lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền gần 20 tỷ đồng của nhiều bị hại trên phạm vi toàn quốc. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bắc Từ Liêm vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ tài liệu để truy tố đối tượng theo quy định của pháp luật. Mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý khác. Từ ngày 1 tháng 11, người dân có thể nhận lại tài sản di vật của người qua đời vì COVID-19. Chiều qua, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch trao trả tài sản di vật của các nạn nhân qua đời do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch từ ngày 1 tháng 11, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cử lực lượng tiếp nhận tài sản di vật mà nạn nhân qua đời do dịch bệnh COVID-19 để lại từ bệnh viện giã chiến, bệnh viện điều trị COVID-19 trên địa bàn. Sau đó, Bộ Tư lệnh thành phố thống kê, lập danh sách phân loại, thực hiện niêm phong khử khuẩn, sắp xếp kho kệ, bảo quản tài sản di vật. Đồng thời, Bộ Tư lệnh thành phố sẽ phối hợp với cơ quan chức năng có thẩm quyền, chính quyền địa phương tìm địa chỉ, thân nhân, gia đình của người đã khuất. Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo ban chỉ huy quân sự thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện thành lập các tổ công tác nhận nhiệm vụ tiếp nhận cũng như tham mưu công tác tổ chức trao trả tài sản, di vật ở địa phương. Còn đối với trường hợp người qua đời vì COVID-19 ở các tỉnh thành phố khác nhưng không còn người thân ở thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh thành phố sẽ tổng hợp và phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố tổ chức bàn giao di vật tài sản về gia đình. Phát biểu tại hội nghị Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, đây là nhiệm vụ mới hết sức quan trọng, vì thế Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo yêu cầu tất cả cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm theo kế hoạch đã đề ra. Cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ bằng cả tấm lòng, bằng mệnh lệnh trái tim người chiến sĩ. Quan trọng không kém mọi cá nhân đơn vị tham gia nhiệm vụ trên phải tuân thủ tuyệt đối quy định phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh dịch tễ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Sáng nay, ông Bùi Văn Sáng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai cho biết, địa phương đang tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để nhanh chóng dập tắt chủng lây nhiễm trên địa bàn liên quan đến Tòa án Nhân dân huyện Thanh Oai. Theo ông Sáng, sau khi ghi nhận trường hợp chị PAB, sinh năm 1980, ở phường Mộ Lao, quận Hà Đông, là cán bộ Tòa án Nhân dân huyện Thanh Oai là F0, Trung tâm Y tế Thanh Oai đã cử đội đáp ứng nhanh, phối hợp với Ban chỉ đạo thị trấn Kim Bài, liên hệ 115 chuyển bệnh nhân đi cách ly tại bệnh viện trên địa bàn quận Hà Đông. Công tác khử khuẩn phòng làm việc của bệnh nhân và các khu vực liên quan cũng được tiến hành. Hiện Tòa án Nhân dân huyện Thanh Oai đã tạm dừng hoạt động. Tại trụ sở này đang cách ly 22 trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh mắc COVID-19. Liên quan đến F0 là chị PAB, bước đầu điều tra được 17 F1, trong đó có 2 F1 thuộc quận Hà Đông và 15 F1 tại 7 xã trên địa bàn huyện Thanh Oai, gồm Kim Bài, Cự Khê, Thanh Cao, Phương Trung, Tam Hưng, Bình Minh, Thanh Thủy. Như vậy, tính đến sáng nay, trên địa bàn huyện Thanh Oai đã ghi nhận 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 có yếu tố dịch tễ liên quan đến ổ dịch quốc oai. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Trong buổi sáng tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh, một học sinh bất ngờ ngất xỉu. Ngay sau khi sơ cứu nhanh, em đã tỉnh lại và dần ổn định sức khỏe. Sáng nay, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Tại huyện Củ Chi, điểm tiêm đầu tiên là trường tiểu học thị trấn Củ Chi, đường Nguyễn Phúc Chú, khu phố 1 thị trấn Củ Chi. Từ sáng sớm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Anh Đức đã đến kiểm tra công tác tổ chức tiêm chủng ở đây. Khoảng 9 giờ một học sinh trung học phổ thông sau khi tiêm vaccine bất ngờ bị ngất, khiến các bạn xung quanh lo lắng. Dù vậy, khi được nhân viên y tế đưa vào phòng hỗ trợ sau tiêm cho uống sữa, em đã tỉnh lại và sức khỏe dần ổn định. Sau đó, phụ huynh của nữ sinh này cũng có mặt tại trường. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, công tác chuẩn bị tiêm chủng ở điểm tiêm diễn ra từ rất sớm. Lực lượng chức năng đã bố trí đầy đủ các khâu từ tiếp nhận, sàng lọc, tiêm chủng và theo dõi sau tiêm 30 phút nhằm tiêm chủng cho khoảng 1.500 học sinh thuộc lớp 11 và 12 đang học tại 3 trường trung học phổ thông trên địa bàn thị trấn Củ Chi. Bên cạnh đó, đội ngũ tiêm chủng đều được tập huấn kỹ từ trước để các khâu thực hiện theo đúng quy trình. Trước đó, cha mẹ hoặc người giám hộ cũng đã thực hiện ký phiếu đồng ý tiêm chủng cho trẻ. Tại điểm tiêm ngày hôm nay, Củ Chi tổ chức 10 bàn tiêm, đội tiêm là các y bác sĩ và điều dưỡng của bệnh viện, đa khoa khu vực Củ Chi. Vaccine được tiêm trong đợt này là vaccine Pfizer. Sau tiêm chủng, học sinh sẽ được cấp giấy xác nhận tiêm, được hướng dẫn khai báo sau tiêm trong 7 ngày tại nhà. HCDC cho biết trước khi đi tiêm, phụ huynh cần giải thích cho trẻ hiểu tầm quan trọng của tiêm chủng, cho trẻ ăn đầy đủ, mặc áo ngắn tay, chuẩn bị những giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của điểm tiêm. Đến điểm tiêm phải khai báo y tế đầy đủ. Sau khi tiêm vaccine, trẻ có một số dấu hiệu như là đau đỏ sưng tại vị trí tiêm, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, ớn lạnh, sốt, buồn nôn. Đó là những dấu hiệu bình thường cho thấy cơ thể trẻ đang xây dựng lớp bảo vệ. Những tác dụng phụ này có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động hàng ngày của trẻ, nhưng chúng sẽ biến mất sau vài ngày. Nếu trẻ có bất kỳ cảm giác đau khó chịu nào sau khi được tiêm phòng, phụ huynh có thể làm giảm đau và khó chịu nơi vị trí tiêm cho trẻ bằng cách đắp khăn sạch mát lên vị trí này kèm vận động cánh tay trẻ nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, để giảm khó chịu do sốt, hãy cho trẻ uống nhiều nước và mặc thoáng. Phụ huynh cần theo dõi trẻ chặt nếu thấy có vết đỏ hoặc vết thương nơi tiêm trở nên nặng hơn sau 24 giờ. Nếu các tác dụng phụ ở trẻ khiến phụ huynh lo lắng, dường như không biến mất sau vài ngày, thì cần liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ. Ngày đầu xét xử Trương Châu Hữu Danh và 4 bị cáo nhóm báo sạch, Tòa án Nhân dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Châu Hữu Danh, ngụ ở Long An, Nguyễn Phước Trung Bảo, ngụ thành phố Đà Nẵng, Lê Thế Thắng, ngụ Hà Nội, Nguyễn Thanh Nhã và Đoàn Kiên Giang, cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Các bị cáo cùng bị xét xử về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo khoản 2 điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015, khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù. Phiên tòa ngày 26 tháng 10 chỉ có 4 bị cáo, riêng bị cáo thắng tại ngoại có đơn xin xét xử vắng mặt. Theo cáo trạng từ năm 2019, Danh cùng với 4 bị cáo nêu trên tạo fanpage báo sạch, group làm báo sạch và kênh youtube và kênh youtube BS Channel. Bảo Danh giữ vai trò quản trị viên, Nhã Giang thắng giữ vai trò biên tập viên và có sự thống nhất khi đăng các bài viết. Trên các trang này, đăng tải nhiều bài, video về các chủ đề nóng được dư luận quan tâm trên mạng xã hội. Quá trình hoạt động, các bị cáo còn nhận làm hợp đồng truyền thông quảng cáo cho doanh nghiệp thu lợi hơn 2,8 tỷ đồng, trong đó danh hưởng 300 triệu đồng, bảo 410 triệu đồng, nhã 245 triệu đồng, giang 250 triệu đồng, thắng 260 triệu đồng. Ngoài ra Bảo còn giữ riêng 500 triệu đồng từ hợp đồng làm truyền thông cho một tập đoàn nhưng chưa chia cho các thành viên trong nhóm. Trong quá trình điều tra, công an còn phát hiện nhiều văn bản đóng dấu mật tối mật. Theo công an, trong việc này có dấu hiệu của tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước tội chiếm đoạt mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước. Do tính chất phức tạp của vụ việc nên cơ quan điều tra đã tách vụ việc ra để tiếp tục xác minh làm rõ, nếu có căn cứ thì tiến hành khởi tố, điều tra xử lý trong một vụ án khác. Khai nguồn gốc các tài liệu, danh cho biết các tài liệu là do có người gửi đến tận nhà cho bị cáo, bị cáo không biết ai gửi và nó có nguồn gốc từ đâu. Phiên tòa kết thúc vào lúc gần 18 giờ ngày 26 tháng 10, tạm dừng ở phần xét hỏi. Ngày hôm nay 27 tháng 10, tòa tiếp tục làm việc Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Khắp miền Trung ngập nước, sạt lở đất sau mưa lớn. Sau những cơn mưa lớn triển miên kéo dài hàng tuần, miền Trung lại chìm trong nguy cơ sạt lở đất, ngập nước ở nhiều nơi, khiến cho sinh hoạt của người dân đảo lộn với nhiều khó khăn. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Nam, ngày 28 tháng 10, đợt mưa lũ vừa qua đã có 21 nhà bị thiệt hại một phần do tốc mái, sạt lở đất tràn vào nhà có 4 điểm trường bị ảnh hưởng, 50 ha lúa rẫy bị thiệt hại, 46 ha hoa màu, rau màu bị hư hỏng, nhiều kênh mương bị sạt lở bồi lấp. Ngoài ra sạt lở tại nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ, nhất là miền núi với chiều dài 223 m, khối lượng khoảng 55.000 m khối. Trong ngày 28 tháng 10, đường dẫn vào cây cầu tại km 3 886, tuyến đường DH5 là cây cầu nối hai xã Phước Công và Phước Lộc, huyện Phước Sơn bị sụt lún hư hỏng khiến việc đi lại của người dân bị ảnh hưởng tỉnh Thừa Thiên Huế đang khắc phục hơn 80 điểm sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế. Mưa lớn kéo dài khiến kết cấu hạ tầng giao thông tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 49 và đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn đi qua tỉnh Thừa Thiên Huế bị hư hại sạt lở. Tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây có khoảng 80 điểm sạt lở ta luy dương, trong đó có 16 điểm với hàng nghìn khối đất đá trượt lở rơi tràn ra mặt đường, gây ách tắc giao thông. Mưa tại Quảng Ngãi đã giảm, để lại những nỗi lo về sạt lở huyện Trà Bồng đang xem xét di rời 1.000 người dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Nhiều nơi người dân vẫn bị cô lập do sạt lở chắn đường. Hàng chục công trình thủy lợi cấp thoát nước tại huyện Sơn Tây đã bị vùi lấp hư hỏng. Hầu hết các tuyến đường lớn nhỏ ở huyện này đều xuất hiện sạt lở. Những điểm này đều được khắc phục và có lực lượng cảnh giới, đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông. Từ đêm ngày 27 đến 28 tháng 10, nhiều địa bàn ở Hà Tĩnh đã có mưa lớn như ở huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, thị xã Kỳ Anh lượng mưa phổ biến từ 70 đến 200 mm khiến nhiều tuyến đường dân sinh ngập sâu gây ách tắc giao thông. Để ứng phó với mưa lũ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Nam Hà Tĩnh cũng tiến hành xả tràn đón lũ hồ kẻ gỗ với lưu lượng 150 m3 trên dây. Đến sáng ngày 28 tháng 10, giảm lưu lượng còn 50 m3 trên dây. Ngoài ra, các hồ thủy lợi khác trên địa bàn cũng được xả tràn để đón lũ nếu tiếp tục mưa to. Mưa lớn kéo dài ngày 28 tháng 10 đã khiến cho nhiều khu dân cư vùng trũng của thành phố Đông Hà, Quảng Trị bị ngập lụt. Trận mưa còn khiến một trường học ở gần khu vực đường Lê Lợi bị ngập sâu. Một số trường phải cho học sinh nghỉ giữa trường để đảm bảo an toàn. Đặc biệt, nước dâng ngập khiến hàng trăm học sinh ở trường trung học cơ sở Phan Đình Phùng bị mắc kẹt bên trong. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Quảng Trị đã phải sử dụng xuồng chuyên dụng và lội bộ để đưa học sinh ra ngoài. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho đến hết ngày 30 tháng 10, mưa lớn duy trì ở Trung Bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao. Trong đợt mưa này, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình khả năng ghi nhận mưa từ 200 đến 350 mm, có nơi trên 400 mm. Những ngày tới, các sông từ Nghệ An đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt này, đỉnh lũ trên thượng nguồn các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình có khả năng lên mức báo động 2 và báo động 3. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Gần 200 hộ dân dưới chân núi Trà Công nơm nớp nỗi lo đá lăn. 197 hộ dân với 729 nhân khẩu đang sinh sống ở khu dân cư dưới chân núi Trà Công, xã An Hòa, huyện An Lão, Bình Định đang nơm nớp lo sợ đá ở đỉnh núi lăn xuống gây ảnh hưởng đến tính mạng tài sản. Hộ dân có nhà ở khu dân cư Trà Công lo lắng kể, mỗi khi trời có mưa, nước lên trên đỉnh núi chảy xuống xối xả gây ngập nhà cửa đường xá những lúc đó bà con thấp thỏm lo lắng vì sợ đá trên đỉnh núi lăn xuống gây sập nhà tôi và bà con mong sớm được nhà nước hỗ trợ di rời đến nơi mới an toàn hơn ông đúng bộc bạch nguyện vọng của hàng trăm hộ dân phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã an hòa cho biết nguy cơ đá từ đỉnh núi trà cong sạt lở lăn xuống khu vực dân cư nhất là các khu vực sát chân núi là khá cao nhận thấy mức độ nguy hiểm Năm 2018, Ủy ban Nhân dân huyện An Lão phối hợp với các đơn vị liên quan đã tiến hành phá dỡ các tảng đá lớn nằm trên đỉnh núi có nguy cơ sạt lở, gây nguy hiểm tới khu dân cư. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời, vì lượng đá nằm trên đỉnh và triển núi trả cong khá nhiều. Đi cùng với giải pháp này, cứ vào mùa mưa lũ, Ủy ban Nhân dân xã An Hòa phải thực hiện kế hoạch di dân đến nơi an toàn. Vì vậy, nguyện vọng của bà con lẫn chính quyền địa phương là sớm có phương án quy hoạch khu dân cư mới, để tiến hành di rời các hộ dân sống trong vùng có nguy cơ ảnh hưởng sạt lở đến nơi ở mới an toàn, ông Trung bày tỏ. Trước nguy cơ núi Trà Cong bị sạt lở đe dọa tính mạng và tài sản của người dân, tại cuộc khảo sát vào ngày 27 tháng 10 vừa qua, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định đã yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện An Lão khẩn trương triển khai phương án di rời một số hộ dân ở thôn Trà Cong ở sát chân núi đến nơi an toàn khi có mưa lũ diễn ra. Theo Bí thư tỉnh ủy Bình Định, gần 200 hộ dân ở khu dân cư Trà Công có nhà ở gần núi. Trong khi đó thảm thực vật trên núi Trà Công gần như không còn. Hiện trường cho thấy những tảng đá dọc sườn núi khá nhiều và từng xảy ra hiện tượng đá lăn xuống nhà gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Để tránh nguy cơ sạt lở xảy ra như một số nơi, tới đây thường trực tỉnh ủy cho chủ trương để huyện An Lão di rời một số hộ dân có nhà cửa ở sát chân núi đến nơi an toàn. Trong đó phương án được tính đến là di rời các hộ dân ở sát núi xuống vùng thấp an toàn hơn. Đồng thời tỉnh chỉ đạo huyện An Lão vận động yêu cầu người dân hạn chế trồng keo, đồng thời trồng lại rừng để giữ thảm thực vật trên núi Trà Cong. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Du khách thích thú tham quan phố cổ Hội An mùa lũ, vì sao không tổ chức tour? Chính quyền thành phố Hội An từng nhiều lần dự tính tổ chức các tour tham quan phố cổ vào mùa lũ để đáp ứng nhu cầu của du khách, sau đến nay vẫn chưa thực hiện. Trung bình mỗi năm phố cổ Hội An tỉnh Quảng Nam di sản văn hóa thế giới đón cả chục đợt ngập lũ. Dần ra mùa lũ ở phố cổ trở thành thứ đặc sản cuốn hút du khách thập phương. Chỉ trong tháng 10 năm 2021, khu phố cổ Hội An đã chịu ba đợt ngập lũ. Lũ dù không lớn song cũng khiến một số tuyến đường chạy dọc ven sông Hoài như Nguyễn Phúc Chu, Bạch Đằng chìm trong biển nước mênh mông. Dịch bệnh Covid-19, du lịch đóng băng nên Hội An cũng vắng bóng hình ảnh các ông bà Tây bì bõm lội giữa dòng nước lũ đục ngầu hay trèo thuyền trên khắp các tuyến đường trong khu phố cổ. Không có du khách nước ngoài, lũ nhỏ dồn dập trong những ngày qua đã thu hút rất đông người dân ở các địa phương trong và ngoài tỉnh đổ xô đến Hội An. Với họ, vào phố cổ Hội An ngày lũ chỉ để tận hưởng thú vui như check-in lội nước, ngồi quán cóc vỉa hè để thỏa sức ngắm nhìn những không gian trầm mặc của hàng trăm di tích, cổ kính, bị bùa vây giữa muôn trùng con nước. Hai năm dịch bệnh hoành hành, thành phố Hội An có lúc trở thành tâm dịch, khiến hết thảy các quầy lưu niệm đóng cửa, quán xá dù mở nhưng cũng vắng hoe thực khách. Ấy nhưng duy trì mùa mưa lũ, các hàng quán ở khu vực giao nhau giữa ba tuyến phố Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Châu Thượng Văn lại trở nên đông đúc. Chị NTL, chủ quán cà phê trên đường Bạch Đằng cho hay, kể từ ngày đại dịch Covid-19 bùng phát, phần lớn thời gian cơ sở của chị ở trạng thái cửa đóng then cài. Trong đợt ngập lũ gần đây nhất kéo dài từ ngày 23 đến 25 tháng 10, bên cạnh niềm vui của các chủ quán cà phê ven sông là nỗi buồn của những người hành nghề chèo thuyền đưa rước khách. Vào khuya 23 dạng sáng ngày 24, khi nước từ con sông Hoài dâng cao và tràn lên các tuyến đường Bạch Đằng, Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ, ông Nguyễn Văn Nam cùng con trai đã nhổ neo chiếc thuyền đang neo đậu ở phía bờ An Hội và trèo sang khu vực ngã ba Hoàng Văn Thụ, Bạch Đằng. Hai cha con ngồi trên thuyền túc trực từ sáng sớm đến chiều tối, vẫn không có lấy một khách nên ngậm ngùi quay về nhà. Lũ còn nhỏ quá, nước không băng lên các tuyến đường chính trong phố cổ như Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Phú, Nguyễn Thái Học. Mọi năm Hội An liên tục có lũ lớn, nước ngập sâu khắp các tuyến phố. Đó cũng là thời điểm mọi người chèo thuyền như tôi ăn nên làm ra nhờ việc chở khách tham quan. Đặc biệt du khách nước ngoài cực kỳ phấn khích khi được trải nghiệm cảm giác chèo thuyền đi khắp mọi ngóc ngách, tham quan từng ngôi nhà cổ. Ông Năm bộc bạch trước câu hỏi rằng tại sao hội an không triển khai các tour du lịch gắn liền với lũ lụt ông tống quốc hưng trưởng phòng văn hóa và thông tin thành phố cho biết nhiều năm trước chính quyền địa phương cũng đã dự tính nhưng chưa thể thực hiện cũng theo ông hưng khi có ý tưởng phát triển tour du lịch mùa lũ địa phương cũng đã tính toán đến tác động di sản đặc biệt nếu sử dụng thuyền ghe trong các tuyến phố chật hẹp khi ngập nước sẽ không tránh khỏi việc va đập giữa các phương tiện với nhau và giữa các phương tiện với di tích